Hải xin kính chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Mình đã quay trở lại với kênh của Hải. Và lời đầu tiên Hải xin chúc tất cả mọi người có một ngày mới an lành và hạnh phúc bên gia đình. Thì hôm nay mình tạm rời xa với những đường phố của Sài Gòn, những cung đường. Thì hôm nay Hải xin giới thiệu cho tất cả cô chú anh chị và các bạn mình cùng thưởng thức cái món bánh xèo miền Trung rất là ngon và khá là đặc sắc, lại nằm trên con đường chung cư Ngô Gia Tự, quận 10. Cũng như là mời mọi người cùng xem thì cái gọi bánh xèo này nó khá độc lạ. Hôm nay thì Hải cũng ghé qua đây để thưởng thức cũng như là khoai lại gửi cho tất cả cô chú anh chị mình. Về con nếu mà những cô chú anh chị mình vào Sài Gòn cũng như là về Sài Gòn thì có thể ghé qua tiệm bánh xèo này nhá. Tiệm bánh xèo này khá đặc trưng là có một cái đoàn tiếp viên chuyên dẫn du khách nước ngoài tới đây thưởng thức cũng như là mình trải nghiệm tráng bánh xèo trực tiếp tại quán. Rất là đông, thì mọi người có nhìn thấy đây có một con khách nước ngoài tới đây để thưởng thức này, trải nghiệm tráng bánh xèo cũng như là dạo phố những cung đường của Sài Gòn. Thì anh thấy đây khá là hay nên lấy điện thoại ra khoai cùng gửi tới tất cả các chú với chị mình cùng xem. Đây là một cái chung cư cũng khá là lớn, nằm trên đường Ngô Gia Tự. Hải cũng không nhớ là cái số bao nhiêu của đường Ngô Gia Tự nữa. Lát Hải xem xong rồi mình sẽ viết trên đầu tiêu đề. Nếu cô chú anh chị mình qua cùng thưởng thức nhé. Ở khu vực này thì rất là đông khách luôn đấy ạ. Hiện tại Hải ghé khu này là lúc 9 giờ tối. Thì mọi người có thể thấy lượng khách ghé đây rất là đông. Dù không phải là một cái nhà hàng sang trọng cho lắm, mà chỉ là một cái quán ở cái hè thôi. Quán này bán rất là nhiều đồ như là bánh xèo miền Trung này, rồi nem nướng, rồi bò lá lốt. Nói chung là phục vụ có rất là tốt luôn đấy ạ. Mình tới ăn uống phục vụ tốt như kiểu như nhà hàng ở trong 5 sao luôn đó. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy là khách nước ngoài đang đổ bánh xèo đấy, cũng như là có một cái nhân viên bên đoàn tiếp viên họ hướng dẫn cho mình cái đổ bánh xèo và lấy bánh xèo ra để phục vụ cho du khách từ thưởng thức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thì cái video ngày hôm nay thì nó cũng hơi bị ngắn một xíu, cho nên là Hải cũng sẽ phép được dừng ở đây nhá. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn mình đã đón xem đến cuối video. Thì mọi người thấy video hay có thể cho Hải xin một like, ấn chuông thông báo để có thể cập nhật những video mới của kênh. Hải xin phép được dừng video ở đây. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều ạ.